Tôi thích bạn. Bơi hả ba? Để đó đi. Cái đai này của tôi. Uống hết ống thuốc ngoài kia đi, xong rồi cái đai đó của bạn. Không thể xuyên thủng Vi Vinh. Jokerby, Lục Văn Phước. Hai tài năng trẻ 17 tuổi của Trịnh Sư Phụ sẽ tranh đài Trigger Championship vào thứ bảy tuần này. Hãy cùng nghe cả hai chọt qua chọt lại trước trận đấu thứ bảy tuần này. Bây giờ chuẩn bị như thế nào rồi cho trận của... Ngủ không à? What? Ngủ không hả? Dạ. Dạ tập. Không thể xuyên thủng. Em không biết 6 hiệp Phước chơi nổi không? Tập đấu 1 hiệp ngủ ngày. Trời. Đấu 1 hiệp ngủ ngày hả? Còn Vinh chuẩn bị như thế nào? Sao gáy dữ? Còn sáng sớm dậy tập. Sáng sớm 6 giờ lên tập. Chưa tập cái nữa. Hai chưa tập cái nữa. Có những hôm tập không ngủ luôn. Tập không ngủ chưa là bậy đấy. Giấc ngủ là vũ khí quan trọng nhất của võ sĩ nha. Dạ. Con biết là giấc ngủ quan trọng thiệt, nhưng mà Phước ngủ nhiều quá là Phước yếu, Phước quýnh không được. Phước tập nhiều nên Phước mới ngủ nhiều. Phải không? Lúc mà tôi tập là bạn ngủ mà. Theo Jokerby thì điểm yếu của không thể xuyên thủng là gì? Là chỉ có đánh một nhịp xong mình đi vô ngoài. Không có kiểm soát được. Lúc đó sẽ tạo ra cơ hội để con bắt được nhịp của Vi Vinh. Còn theo không thể xuyên thủng thì điểm yếu của Jokerby là gì? Thể lực. Thể lực hả? Dạ, thể lực. Giống như nãy anh nói Phước ngủ nhiều quá, không có thời gian tập, nên là Phước thua. Xong dữ à. Rồi. Đúng mà, coi chừng tới đó kẹt bạn ấy nha. Cái đài này của tôi. Đài của bạn hả? Cái đài của tôi. Mình uống hết ống thuốc ngoài kia đi, xong rồi cái đài đó của bạn. Tôi yên tâm, bây giờ tôi không cần ống thuốc, tôi cũng là cái đài của tôi. Ok. Ok. Tới đó để xem cái đài của bạn hả, cái đài của tôi nha. Đài của bạn. Đài của tôi hả? Đài của tôi. Bạn mới nói đài của tôi. Đài của tôi. Cái tôi là đài của tôi chứ không phải là đài của bạn. Ok bạn. Ok bạn. Sao vậy bạn? Sao bạn? Sao đó thấy mấy lần trước quay toàn cười không mà sao này nói dữ vậy? Tôi thích bạn. Hả? À, mày đi gây hả? Bơi hả ba? Để đó đi. Ok. Nói gì vậy bạn? Đài của tôi. Nè, phải cái đài đâu? Cái đài của tôi. Cái đài đây ở đây nè. Tôi bị khóa bạn lại nha. Đài của tôi. Nè, nó nói vậy nè. Khóa mở ra, đấm. Bạn thua rồi sao bạn đấm được? Đúng không? Chứ sao được? Nói nhà. Trigger Boxing Championship lần thứ 33 tại Trigger Boxing quận 2 sẽ diễn ra vào lúc 5:30 chiều.